sinh nhật cùng bạn. Bây giờ nhà mình có một bình ống lạnh trước kia rồi thì có cần nắp bình ngay nữa không nhỉ? Hay là nhà
trên tầng trên thì dùng trên cái đế đấy thì hai thứ là chúng mà cái chất mùa hè quay nắng được, nếu mà không muốn nắng lạnh thì giúp cho anh bắn xuyên xuyên cái đấy thì ra một em sẽ thiết kế đầy đủ hết. Mình đang mai anh không thích anh gạch phát rồi không thích anh nặng không thích anh lắp sau cũng được mà vâng có chờ hết mà ban đấy là ban xoay hai chiều cần thì là về vâng đúng rồi thiết kế chờ hết mình đầu đi chỗ đấy là sẽ có cái thay bốc nóng lạnh xuống vâng thấy chưa vâng thấy chưa rất là chúa xong rồi đấy cứ gì xong thì mình chỉnh sửa không thì bây giờ chỉnh sửa thế để cho nó cái này là kiểu là cái chưa xong về là có một bạn ví dụ cử bạn nào mà làm công tác này thì là nên liên hệ trực tiếp với anh. Tôi có đi làm ca thì là thường thường là nó là gọi vào đấy cứ ấy thôi là cái số tôi sẽ gọi lại. Thế thì gọi cho chị chủ động liên lạc cả này chủ làm việc ấy rồi chưa những việc này thì không phải tham khảo không phải tham khảo không nhất chung bọn em người hết cả gia đình anh em nước đấy xe vừa ông đánh vào cổng rồi đánh ngoài đường thì thấy đỗ ngoài đường. Vâng. Anh chị số điện thoại anh thì chị có nhớ không? Số điện thoại chị luôn em ghi luôn cả hai ở đây. Cả hai vào đấy đi, ví dụ liên lạc nhau nó dễ đi. Lúc thì anh ấy vẫn mình đang cần. Không ba để ý. Số chị đấy đúng không? Đấy là số của anh. 039 đúng không? 57 18 709 709 em đọc lại nhé. 0395 718 709 đúng không ạ? Vâng, em xin số lại chỉ luôn đấy. Có số cả các bạn ở đây. 037 42 082 083 083 Mấy số năm sinh nhật? 0374 242 083 đúng không ạ? Hai số cũng có cả Zalo đấy hả? Cháu có chạy đâu anh chơi cái anh chứ. Cháu đang chơi thôi. Anh chụp luôn đi. Anh lấy cái cầm máy à. À thôi được có chú quay rồi.